nữ hoàng nội y Y Ngọc Trinh chiều fan hết mực, lần đầu chơi lớn tổ chức gõ phở lỉn tại Đà Lạt. Ngọc Trinh chơi lớn khi quyết định tổ chức gõ phở lỉn fan tại Đà Lạt, chiều người hâm mộ thế này bảo sao không được yêu. Bỏ qua những ồn ào gần đây, Ngọc Trinh dành phần lớn thời gian tập trung cho công việc. Bên cạnh, cập nhật những hoạt động thường ngày trên sở tỏ dỉ cá nhân, người đẹp cũng bận rộn với vai trò mới giám khảo tuyển chọn những chân dài cho show diễn của bạn thân Vũ Khắc Tiệp. Đặc biệt, mới đây, nữ hoàng nội y khiến dân tình bất ngờ khi quyết tâm chơi lớn, lần đầu tiên tổ chức họp fan để giao lưu với người hâm mộ. Cụ thể, fanpage Ngọc Trinh cô bé ăn hàng chia sẻ với khán giả thông tin nữ hoàng nội y sẽ mở đăng ký họp phở lỉn tại Đà Lạt. Dù lần đầu tiên tổ chức họp fan nhưng cô nàng đã chọn địa điểm ở một nơi xa. Hơn thế nữa, chương trình lại là sự kiện miễn phí bởi Ngọc Trinh đã thay các fan lo tất tần tật. Khác với nhiều diễn viên, ca sĩ phải nhờ đến các sản phẩm âm nhạc, dự án phim để níu chân người hâm mộ, Ngọc Trinh sở hữu khả năng ăn nói duyên dáng nên nhanh chóng trở thành cái tên đầy sức hút trong gần một năm trở lại đây với hàng loạt video viral trên Facebook, TikTok. Bên cạnh đó, nữ hoàng nội y cũng nổi bật ở mặt trận YouTube với kênh riêng luôn đạt lượng view khủng. Chính độ chịu chi và khả năng đầu tư chất xám vào những vở lộp unboxing tiền tỷ, clip video theo chẻn trên mạng xã hội đã giúp Ngọc Trinh chiếm đóng một vị trí riêng trong lòng người hâm mộ. Sức nóng tên tuổi của cô nàng ngày càng được khẳng định với lượt fan và người theo dõi liên tục tăng trên nền tảng Instagram và cả Facebook lẫn YouTube. Đây cũng là lý do, nữ hoàng nội y quyết định tổ chức hẳn hoi một sự kiện offer lỉn để chiều fan. Bỏ mặc những ồn ào xung quanh, Ngọc Trinh chơi lớn khi quyết định tổ chức gõ phở lỉn fan tại Đà Lạt, chiều người hâm mộ thế này bảo sao không được yêu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.